Bây giờ chúng ta đó cái chúng ta học đi một cái hành trình đi tìm Thiên Chúa đúng không? Chúng ta đi tìm Thiên Chúa, thành ra sẽ tập cho các bạn. Các bạn mở cái cuốn màu vàng ra, cái trang đầu tiên, ha, cái trang đầu tiên kinh hàng ngày á. À rồi, lấy cuốn đó đi. Cái kinh hàng ngày đó thì có những cái động tác mà rất của người Kitô hữu, người Công giáo á, họ con thấy nhiều lắm. Ăn cơm họ cũng làm cái gì con biết không? Đọc kinh. Trước khi đọc kinh họ làm gì? Làm dấu. Con biết không? Con thấy họ làm, con thấy bạn con làm đúng không? Con biết không? Biết. Có ai không biết cái dấu chỉ gì đó là người Công giáo không? Biết không? À, tụi con biết hết. Có nghĩa là khi con ăn đi vô một đám đông, con thấy người đó làm dấu, người đó là một người Kitô hữu. Hả? Con có coi đá banh không? Những cái đội Âu Châu á, họ có nhiều em nó đá trái banh sướng, thấy một nó vô trong cái gôn nó mừng quá, nó làm được đúng không? Ngay một cầu thủ của mình á, Việt Nam mình á, cái anh chàng thủ môn á, anh chụp được trái banh anh cũng làm dấu, anh còn đưa lên trời tạ ơn Chúa nữa, đúng không? Có một số cái bây giờ mình bắt đầu mình đi vào để mình học, mình trở thành một Kitô hữu thì mình phải biết một số những cái bình thường. Thí dụ tụi con vô nhà thờ, tụi con làm dấu. Tụi con cầu nguyện với Đức Mẹ, tụi con làm dấu. Tất cả cái đó để nói cái gì? Cái dấu thánh giá thì con thấy rồi. Có ai không biết cái làm dấu không? Con thấy gì chứ không biết cái nào đúng. Nhưng mà con biết cái lên xuống tay không? Có nghĩa là sợ nhiều khi lỗi chiều. Ừ, con làm coi. Dạ. Con thử. Rồi. Lộn chiều đúng rồi. Con làm thử coi. Rồi. Quang biết không? Quang biết phải không? Con làm đúng bài luôn phải không? Rồi. Ông này thì ông biết rồi. Hào biết không? Con biết không? Thuận. Con biết cái làm dấu không? Làm sao? Rồi. Không sao. Cười. Làm cười tao mắc cỡ. Con biết không mà con cười. Con biết không? Con biết không? Biết phải không? Làm thử cái. Tay phải ông nội. Rồi, làm lại. Rồi. Em làm sao? Em thấy có hai cái cách làm dấu mà em không... Rồi, chưa. Mình cứ làm cái... Đang dạy cái đầu tiên trước. Đang dạy cái đầu tiên trước. Cái làm dấu này là ngắn gọn nhất. Tay phải ha. Chứ không phải tay trái. Mà có tay trái cũng sao. Nếu mình là người viết tay trái. Ha. Nó không thành vấn đề. Nhưng mà trong đó khi chúng ta làm cái dấu chỉ đó thì chúng ta nói một cái điều chúng ta tuyên xưng. Mà cái tuyên xưng đó là Thiên Chúa, bản thể của Thiên Chúa. Tuyên xưng Thiên Chúa là ai? Là ai? Thì đấy là chúng ta tuyên xưng. Đương nhiên bây giờ các bạn chưa hiểu, nhưng khi chúng bạn học các bạn sẽ hiểu. À thì ra là như thế. Đúng không? Thì trong mở đọc như này: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nhân danh Cha là cái đầu của mình đó. Mình không, Thiên Chúa là cái đầu mình, nhưng mà mình nói nhân danh Cha và Con là trái tim mình đó, ngay cái ngực mình. Và Thánh Thần, Amen. Nó cũng có ý nghĩa mà giải thích thì giải thích thôi, nhưng mà mình nói bởi vì Chúa Thánh Thần là hành động, Chúa Thánh Thần là hoạt động của mình. Một Thiên Chúa mà nhốt ở trong mình thì không có Thánh Thần. Thiên Chúa sai đi, luôn luôn là phải sai đi, thì là hai bàn tay mình đó. Thì nhân danh Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen. Đúng không? Đó là cách đơn giản nhất bình thường chúng ta làm. Còn một cái dấu, cái cách làm thứ hai cũng tương tự như vậy. Lúc đó nó có cái dấu thánh giá. Thánh giá là cái gì? Cái dấu gì? Thánh giá ở đâu mình thấy? Thế bạn liếc qua bên tay trái các bạn sẽ thấy cái thánh giá. Đúng không? Vậy mà là một cái biểu tượng, một cái sự kiêu hãnh của những người theo Chúa Kitô. Đó là thánh giá. Khi nào các bạn học về mầu nhiệm thập giá, rồi
sự đau khổ á, mà Chúa Giêsu đã đi á, thì các bạn sẽ hiểu cái thánh giá tại sao nó quan trọng. Đấy không phải là học giáo lý đâu, các bạn nhớ không có học cái gì đó, các bạn đang đi tìm một cái sự sống mạnh mẽ cơ ở trong con người mình. Mình sống cứ tàn tàn, sáng đi, chiều về, tối, mình không có suy nghĩ nhiều. Thành ra, bây giờ bắt đầu nè, một cái đánh giá, đánh dấu kép. Nó gọi là làm dấu thánh giá kép. Mà trong thánh lễ, chúng ta có làm cái dấu chỉ đó sau bài đọc tin mừng. Nhưng mà không, này nhá. Thánh giá là sao? Hình này, đúng không? Y như cha làm phép á, thì như này, đúng không? Thánh giá là hình này, thế vậy. Này nhá, lạy Chúa vì dấu, một cái dấu chỉ thánh giá, xin chữa lành chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Lạy Chúa con vì dấu thánh giá, chúng ta ghi trên đầu ha, xin chữa lành chúng con cho khỏi kẻ thù, sau đó nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Tức là đi xa hơn chút, tức là chúng ta xin. Kẻ thù là ai? Kẻ thù là những cái cám dỗ của mình, những cái điều mà mình xấu, cái gì mà nó kéo mình ra khỏi Thiên Chúa, nó là kẻ thù. Còn những cái gì đưa bạn tới Thiên Chúa, không phải là kẻ thù, đúng không? Thành ra cuộc sống của mình á, luôn luôn mình bị kéo, luôn luôn. Thành ra mỗi ngày chúng ta đều lạy Chúa con là Chúa Giêsu đó, vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Thấy không? Vì xong. Dạ, hiểu chưa? Hiểu chưa? Một cái thì là một cái xin, một cái dấu chỉ về tuyên xưng. Cái thứ hai là một cái cầu xin rõ ràng, cũng nhân danh cha và con và thánh thần, thật sự là một Thiên Chúa, nhân danh Thiên Chúa bà ngồi. Chúng ta sẽ học sau, đừng có vội vàng ha. Mình đang đi tìm một cái điều, cái kinh thánh khó hiểu lắm. Mình đã đi tìm sự sống không phải dễ. Con muốn quen được cô này, con muốn quen được anh bạn con muốn yêu được người đó. Con cũng, thầy hay hỏi con cái gì khi tụi con hỏi về hôn nhân? Tụi con quen nhau bao lâu? Mới ngày hôm qua à? Chưa nói được gì về tình yêu, đúng không? Và cái đó nó tùy cái tuổi nữa cơ. Ví dụ con ở tuổi lớn, nhiều khi con quen một năm và con dễ hiểu nhiều à. Nhưng mà ở cái tuổi trẻ nhiều khi thầy đòi hỏi, có đứa đó đòi học giáo lý năm 22 tuổi, thầy nói 4 năm nữa gặp lại, tại tôi còn quá non đi, tôi mới học, đang học đại học, ăn chưa no, lo chưa tới đó, mà đã định rồi, nghề nghiệp chưa có, hai đứa không có gì, không phải làm việc xong, phải hôn nhân, phải chuyện giỡn, không phải chuyện trẻ con, không phải là lấy nhau về nhà bố mẹ ở, bố mẹ nuôi, không có chuyện đó. Có thể về nhà bố mẹ nhưng mà không phải vì cái đó, tại bố mẹ muốn, đúng không? Về nhà chồng hay về nhà vợ gì có chuyện đó không quan trọng. Rồi, về chúng ta hiểu về cách làm dấu thánh giá, đúng không? Thì giờ mỗi lần chúng ta học giáo lý thì chúng ta sẽ đứng lên, chúng ta làm dấu thánh giá và chúng ta đọc một lời nguyện. Thì để thầy lấy cái cuốn của thầy, tụi con sẽ đọc một cái lời nguyện ở trong thế này. Và sau đó chúng ta làm dấu thánh giá nữa và chúng ta bắt đầu ha. Thì trong cái cuốn này là Habuni của một cha dòng tên. Ngày xưa ngài là người đã bên trên ở đây nè. Ngài dạy giáo, ngài đã thành lập cái nhóm giáo lý dự tổng đó. Cha Nguyễn Cao Siêu thì con sẽ biết. Sau từ từ rồi con sẽ gặp ông. Rất là dễ thương, một người rất là dễ thương. Cha không có phải là người viết hết cái này đâu, không có đủ giỏi như vậy, không có đủ thánh như vậy đâu. Cha gom hết tất cả những lời kinh mà cha nghĩ đánh động nhất đối với chúng ta, trả lời Đức. Tại vì mình cầu nguyện có nghĩa là mình đã cầu xin Thiên Chúa, thì mình bắt đầu dùng cái này. Và sau đó mình sẽ đọc. Bây giờ đầu tiên ngày hôm nay chúng ta theo hướng dẫn của thầy mình đọc thôi. Sau này cũng các bạn thích cái nào các bạn nói. Hôm nay em thích đọc
kinh này chúng ta cùng với nhau, tại vì chúng ta hiệp thông với nhau. Bạn đó đang khác gì một cái gì đó. Rồi các chủ đề của các kinh nguyện nó là đây nè. Trong này có các lời nguyện tổng quát ha. Cầu nguyện nè, chọn lựa nè. Ví dụ đứng trước một sự chọn lựa, mình có thể cầu xin chứ. Thiên Chúa rất gần mình mà, đúng không? Rồi về cái đời sau của mình nè, thiên đàng nè, con có thể cầu nguyện chứ. Con hiểu như thế nào thì qua đây con sẽ đọc cái cầu nguyện đó. Rồi thí dụ về học tập nè, nó có ý nghĩa gì không? Có. Tại vì mình sẽ đi theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đi hết tất cả những ngóc ngách của đời mình mà. Rồi thí dụ về ơn gọi nè. Ơn gọi á, các bạn có nghĩ là ở đây có ai là cô giáo không? Dạy học không? Không. Con, thí dụ con làm về, không phải cô giáo, nhưng mà con làm về một cái nghề tự nhiên, về tự một mình con làm, đúng không? Con thấy nó là một cái lao động bình thường. Con có nghĩ nó là một Chúa gọi con làm chuyện đó không? Con đâu biết. Nó là một ơn gọi. Làm thầy giáo là một ơn gọi. Hồi xưa thầy đi làm, thầy làm một kỹ sư thôi. Nhưng mà nó là một ơn gọi để đi vào cuộc sống này. Ha? Và các bạn sẽ thấy là cái ơn gọi nó hay cái chỗ là trong Kinh Thánh có nói về cái đó. Làm việc cũng là ơn gọi. Rồi, về quê hương mình nè. Khi các bạn đi ra nước ngoài chẳng hạn, có thể quỳ hội cho quê hương. Về sự thanh khiết nè. Trong luật phải không? Rồi, chào con. Về thời giờ, về tình yêu nè. Đó, thì các đề tài á, nó tùy cái tâm thức, cái tâm trạng của con. Mà tối hôm đó con muốn cầu nguyện về cái đó, thì nhiều khi mình không có lời. Thì mình nhờ mấy cái này giúp để cầu nguyện. Rồi, vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu thực hiện cái điều của một cái nhóm đồng hành đi tìm Thiên Chúa nhé. Chúng ta sẽ đọc Kinh số 81 chứ không phải 84. Nó là cái đề tài về học tập á. Rồi, chúng ta đứng lên ha. Chúng ta bắt đầu thinh lặng một chút. Cái sự thinh lặng rất quan trọng. Trước khi chúng ta cầu nguyện á, nên luôn luôn là sự thinh lặng. Không có chuyện vừa nghe nhạc pop về không được, nó phải thinh lặng. Tại vì mình có thinh lặng mình mới nói được, mình mới nghe được. Mình cầu nguyện là mình nghe chứ không phải mình nói nha. Tại khi con đọc là con nghe. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha. Rồi con đọc. Lạy nguyên lý tối cao sinh muôn vật. Xin Cha tuôn ở. Xuống tận trí ngũ tối của con, xin xua đuổi thoại con, bóng tối tội lỗi đã thay nhiễm. Xin cho con học minh mẫn để được sâu, trí nhớ tốt để đi khác nhau bền, phương pháp tốt để thu được kết quả. Xin cho con có khả năng giải thích cách sáng suốt như mình đã học, trình bày các mạch lạc như mình đã thấy thích mục. Lạy Cha, việc học là con và hy sinh, cố gắng nghiêm túc và kiên trì. Ước gì con biết bạn học thành lập hơn đầu của Cha. Khi con học tập hết mình với ước mơ phục sự quê hương và giáo hội. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, chúng ta ngồi bắt đầu chúng ta vô cái bài hôm nay. Thì trước chúng ta có cái trước chúng ta đã học, đã đúng hơn đã trao đổi với nhau về câu hỏi về Thượng Đế. Các bạn có một cái thắc mắc gì không? Các bạn có đặt lại câu hỏi đó không? Nếu như bây giờ nói như thế này thì các bạn cho một cái phản ứng như thế nào? Thượng Đế là của những người mù muội, dị đoan, tin vào Thượng Đế. Các bạn nghĩ thế nào? Con nghĩ sao? Có đúng không? Con... Dạ, theo con thì Thượng Đế con nghĩ là chắc là không đúng.
Và con đang đặt trong câu hỏi, trong suy nghĩ, trong cái đầu của con là Thượng Đế có phải là Thượng Đế có phải là Chúa Giê-xu hay không? Rồi, cảm ơn con. Bạn nào nữa không? Luật muốn hỏi gì không? Muốn nói gì không? Nguyên, con muốn nói gì không? Không. Ok. Thượng Đế là một cái câu hỏi thắc mắc từ ngàn xưa, ngàn xưa, ngàn xưa về Thượng Đế. Tại sao lại được Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ? Hôm nay chúng ta sẽ học. Mà con người lại đi tìm. À, nó có một cái vấn đề gì đó xảy ra, cái trục trặc á. Thế thì con có bao giờ con đặt vấn đề bố mẹ có phải bố mẹ con không? Chẳng ai đặt cái đó. Trừ trường hợp con là một đứa mồ côi con đi tìm, đúng không? Và con đi, mình đi tìm như một đứa kẻ mồ côi á, đi tìm bố mẹ mình á. Thực đế đó, đó là. Và mình có thể tìm gặp được không? Hồi kỳ trước chúng ta có dùng cái chữ mạc khải, nhớ không? Mạc là gì? Màn. Cái màn. Khai mạc. Bế mạc. Bế mạc. Đóng cái màn lại. Khai mạc. Mở màn ra. Mạc khải là Thiên Chúa nói với mình về Thiên Chúa. Và mạc khải là phải là Thiên Chúa nói. Thiên Chúa nói bằng cái gì? Bây giờ có cái này. Ngay trong cái gì Thiên Chúa tạo dựng đã mạc khải cho mình về Thiên Chúa. Người ta có thể nhìn trời, nhìn đất, người ta đặt một câu hỏi. Tại sao đẹp vậy? Tại sao tuyệt hảo vậy? Con hái một cái bông thật là nhỏ ở dưới đất, con nhìn lên, con nhìn kỹ nó đi, con sẽ thấy nó đẹp. Đúng không? Con không thắc mắc gì hết, đúng không? Rồi con có thể con đứng cái thác thì nước nó chảy ầm ầm, thác nào chả giống thác nào. Từ cái tâm hồn con cảm thấy nó có một cái gì đó lần 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 đẹp lắm, đẹp lắm. Có nhiều bạn trên Facebook đi đâu cũng khoe hết, chỗ đó đẹp lắm, rồi mình đẹp thiệt, đúng không? Vậy thì cái gì chung quanh chúng ta đó, cái gì Thiên Chúa đã tạo dựng á, đang mặc khải cho mình về Thiên Chúa. Mà bây giờ chúng ta dùng chữ Thiên Chúa đi, đừng gọi Thượng Đế hay là ông trời nữa, tại vì chúng ta đang học mà cái từ đó là quen với mình thôi, thật sự nó vẫn là cái từ kia. Thì chúng ta nhìn qua tất cả những gì của tạo dựng này, của vũ trụ này, để khám phá là có một Thiên Chúa. Cái đó không phải là mê muội. Để nói cho con hiểu cái này, có một người bạn đã nói với thầy, và sau cô đó sau đó cô rửa tội đó, nói là con là một người rất khoa học, cô dạy hóa học, ok, gặp ngay thầy cũng là người hóa học, con là người rất khoa học. Đặt cái câu hỏi y chang cái câu hỏi nãy thầy hỏi của con đó. Sự mê muội. Ok, thế nào là tinh tình khoa học mình mới hỏi nè. Bây giờ lấy lại cái mà thầy rất, cái người mà thầy rất ngưỡng mộ á, là cái ông Newton á. Ông là cha đẻ của nền vật lý hiện đại á. Vì một cái trái táo, một cái hiện tượng rất tự nhiên mà Thiên Chúa tạo dựng là quy luật tự nhiên, nó rất cái bóp vô đầu ông. Thế mà ông định ra được, ông nghĩ ra, ông ngồi suy nghĩ. Đương nhiên không phải ngày hôm đó ông nghĩ ra như là Chúa nói tại ông, không. Ông ngồi bắt đầu ông suy nghĩ tại sao nó rớt đầu tôi. Mà tại sao nó không rớt vào vai mà không rớt chỗ khác. Và ông thử đi thử lại, ông thấy sao nó cứ rớt một chỗ hoài. Và từ cái suy nghĩ của một nhà khoa học đó, ông đã khám phá một cái luật mà là căn bản của cái nền vật lý hiện đại. Luật hấp dẫn. Từ đó mới nảy sinh ra. Nào là luật ma sát nè, nào là hấp dẫn cho các tinh tú nè. Đó, tất cả những cái đó bắt đầu nảy sinh ra. Luật hấp dẫn. Ông có phải là một nhà khoa học không? Nhà khoa học, đúng nghĩa của nó là một người có đầu óc khoa học, là luôn luôn đặt một vấn đề và tìm vấn đề tới tận nguồn nó thì gọi là nhà khoa học. Hồi xưa học về hóa học, chúng ta học, chúng ta biết đó, qua lớp 12 chúng ta sẽ biết định luật Bohr về nguyên tử. Có cái nhân rồi điện tử chạy vòng vòng xung quanh, rồi nhiều điện tử, ít điện tử, ok. Thế thì mình đó được chân lý rồi, xong, thôi, ngừng. Rốt, vẫn là thằng sinh viên. Những cái người mà có đỗ khoa học, họ sẽ đi xa hơn nữa. Họ nghiên cứu tiếp, họ khám phá được. Không,
Về nguyên lý là như vậy, nguyên lý căn bản là như vậy. Nhưng bắt đầu thuyết này thuyết kia, những nhà khoa học không có cái gì họ đặt là tự nhiên. Vậy thì nếu chúng ta thử đặt lại tất cả cái đẹp chúng ta có, chúng ta thấy xung quanh chúng ta đặt lại, Thiên Chúa ở đâu trong cái này? Trí thông minh nào đã định ra cái này? Một cái quy luật, ngay cái quy luật này thôi, người ta khám phá ra, người ta nói nó là để Thiên Chúa không có thật, Thiên Chúa không có tạo ra con người. Luật tiến hóa, con người từ con khỉ tiến hóa thành con người, nghe hợp lý không? Mà thật sự con người với con khỉ giống nhau thiệt, nó cười nha, nó có nhiều cái rất giống con người nha. Con khỉ xuất thân từ con thịt. Về tới đó họ tự nhìn tới cái quy luật đó thôi, các người bảo thôi không có chúa, quá vội vàng, đúng không? Nhưng mà chúng ta thì chúng ta niềm tin Kitô giáo nói không, tất cả cái đó nói cho tôi hiểu có một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa mà là phải rất quyền năng. Một Thiên Chúa phải là rất thông minh. Một sự thông minh tuyệt vời mà không một người nào có thể có được. Kỳ trước chúng ta coi về cái phim Cosmic ấy. Đó, một cái để cho thấy là chúng ta nhìn vào sâu, cái thâm sâu nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất, zoom vô. Vẫn có một cái gì đó bí ẩn. Chúng ta nhìn ra vũ trụ lớn cũng có một cái gì đó. Vậy thì sự mặc khải là Thiên Chúa đã cho mình biết qua cái chính công trình của Thiên Chúa. Và cái, đó là mới tìm thấy được có một Thượng Đế, một Thiên Chúa thôi. Nhưng mà Thiên Chúa này mặc khải cho mình, không phải ai cũng thấy đâu. Nhiều khi các bạn cũng đã nhìn thấy hết rồi đó, nhưng mà không bao giờ các bạn đặt vấn đề. Nhưng mà chính Thiên Chúa đã mặc khải cho mình là chính Thiên Chúa là nguyên lý khởi đầu của toàn bộ cái gì chúng ta đang thấy. Và ở đâu nói cho chúng ta biết cái đó? Ở đâu? Thiên Chúa mặc khải cho con người. Bắt đầu đi sâu hơn chút. Một Thiên Chúa tạo dựng qua cái vũ trụ này, đang làm cái vũ trụ này, Thiên Chúa đã tạo dựng. Và cái nguồn gốc của mọi thứ ha, từ cái vĩ mô cho tới cái vi mô đều là nguồn gốc, ý nghĩa của nó là từ Thiên Chúa. Đặt câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai cũng hay đặt. Câu hỏi thứ nhất thì mình nói là có từ Thiên Chúa nguồn gốc. Thứ hai là con người từ đâu đến? Tôi nè, tôi đang hiện diện đây nè. Vào năm 2023 tôi đang ngồi đây nè. Tôi từ đâu đến? Và tôi đi về đâu? Câu hỏi thứ hai, con người vẫn hay đặt. Và tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Rồi tại sao có đau khổ? Vấn đề của cái thiện, cái ác ở đâu ra? Ai là thiện, ai là ác? Tất cả câu đó chúng ta đang đi tới. Và cái câu trả lời đó là chính Thiên Chúa đã sáng tạo tất cả. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo ra trời đất. Khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo tất cả trời đất. Thần khí Chúa bay lượn trên mặt nước và Thiên Chúa phán. Ba câu này các bạn nhớ chưa? Tức là lúc đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Ở đây chữ trời đừng có hiểu thấy cái trời này và cái đất này. Tất cả cái vũ trụ này muốn nói là trời là một cái gì không thấy, đúng không? Hữu hình và vô hình. Cái đó viết rất rõ ở trong cuốn Kinh Thánh. Mà kỳ trước có hỏi các bạn có ai đem theo một cuốn Kinh Thánh lớn không? Con có hả? Rồi. Cuốn Kinh Thánh nhỏ. Rồi. Đây. Một cuốn Kinh Thánh lớn. Nó gồm có hai phần, Cựu Ước và Tân Ước, được viết ở trong cuốn này. Thiên Chúa tạo mặc khải cho một dân tộc, một người tên là Abraham. Và trong cái dân tộc đó người ta bắt đầu suy tư. Cái cuốn sách này á, nó gồm có hai phần, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước á, là cựu, tức là cũ. Ước là một giao ước, một cái giao ước cũ. Và Tân Ước có một giao ước mới. Thì cái phần Cựu Ước á, là Thiên Chúa mặc khải qua một con người trước, và từ con người Chúa mặc khải qua một dân tộc. Là dân nào vậy? Theo tụi con biết tới giờ, dân Israel, đúng không? Thì Chúa mặc khải qua một dân tộc, qua lịch sử của một dân tộc. Thiên Chúa đi vào lịch sử của con người để mặc khải cho con người về Thiên Chúa.
Thành ra cái cựu ước nó chính là đối với người Do Thái á, tới bây giờ nó là cuốn lịch sử của họ, lịch sử lập quốc của họ. Họ có ông tổ, ông tổ Việt Nam mình là ông Hùng Vương, của họ ông tổ họ là ai vậy? Con biết không? Không biết luôn. Con biết không? À, đúng rồi, là ông Abraham, là người đầu tiên là Chúa mặc hà cho ông, là có Thiên Chúa. Và ông có một cái đoàn tùy tùng của ông thì nó làm bộ lạc, và đó là nguồn gốc của dân Do Thái. Và trong cái cuốn cựu ước này nó gồm có 46 cuốn, trong đó đủ thứ hết, lịch sách về lịch sử nói về sự thành lập, chiến tranh giữa nước này nước kia, giữa người Do Thái với người này người kia. Đồng thời nó cũng mặc khải về vấn đề sự khôn ngoan, nó cũng mặc khải về nó là thơ văn, nó là một cái gì đẹp, nó là sự khôn ngoan, nó là lệ luật, .. nhiều lắm. Nhưng tất cả nếu đọc kỹ cuốn cựu ước á, các bạn sẽ nhớ nha, luôn luôn nó cho thấy cái dân đó, nó đang cho mình thấy là nó đang chờ một đấng nào đến, nó đang chờ một người nào đến. Luôn luôn trong ngày sách của các ngôn sứ, rồi sách của thì luôn luôn họ tiến về một cái, họ chuẩn bị á cho một cái đấng nào đã sẽ đến, chính là Chúa Giêsu, là tân ước. Chúa Giêsu sẽ hoàn tất cái cựu ước. Những người Do Thái nào mà họ nhận nó được Chúa Giêsu chính là cái người mà họ đợi, họ hạnh phúc lắm. Ô, vậy là hoàn tất rồi đó. Cái đấng mà mình đang đợi đã đến rồi đó. Khi con đang tới một cái tuổi nào đó, con có một cái nhu cầu hướng ra ngoài, con thấy một người phụ nữ và người đó con yêu, con ấy đã đến rồi, con hạnh phúc không? Con hạnh phúc. Đó, thì đây là đang trông chờ và đấng đó đã đến, mà không phải dễ. Nó không phải dễ. Thì cuốn đó là cựu ước ha. Thì đó là, và gồm có 46 cuốn, nhưng mà tụi con không cần học. Khi nào những nhà đi học về kinh thánh, con đi tu hay cái gì đó, hay là con phải đi dạy giáo lý thì con phải đọc nhiều hơn ha. Nhưng mà trong đời sống giáo hội luôn luôn có đọc về những bài đọc này. Thí dụ như trích sách này sách kia là phần cựu ước, là bài số 1, bài đầu tiên của thánh lễ đó, ngày Chủ nhật đó. Bài thứ hai là nói về tân ước, và bài kinh thánh nói về cuộc đời Chúa Giêsu. Bài phúc âm. Rồi, cái phần thứ hai, cái cuốn kia là 46 cuốn. Cái phần thứ hai nó là tân ước, nó gồm có 4 sách tin mừng: Thánh Gioan, Thánh Matthew, Thánh Luca, Thánh Marco, Thánh Gioan, 4 cuốn tin mừng, tức là về lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu, nói về những cái biến cố chung quanh Chúa Giêsu, nhưng mà nhìn ở góc độ của mầu nhiệm, chứ không phải là nhìn sơ sơ như vậy. Chúng ta nhìn thì đúng rồi, nó vậy đó, vậy đó, nhưng mà nhìn suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta thấy Chúa muốn nói gì khác nữa cơ, lớn hơn nữa cơ, không có chỉ có thế thôi đâu. Ok, vậy đó là 4 cuốn tin mừng. Sau đó là cái cuốn tông đồ công vụ. Tại vì khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Giêsu thành lập một nhóm người mà Chúa Giêsu gọi nó là giáo hội của Chúa. Và Chúa Giêsu giao cho cái ông rất là đánh cá bình thường là ông Phêrô đứng đầu đó thôi. Đúng không? Vậy thì cái cuốn thứ năm á là về tông đồ công vụ, những hoạt động của cái nhóm người đó đó, những thanh niên đó đó, họ làm cái gì mà tới ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta đang nói về cái chuyện 2000 năm trước á. Đúng không? Phải có những người đó, thì cái đó là tông đồ công vụ, tức là hoạt động của cái giáo hội của Chúa Giêsu thời sơ khai. Những bách hại, rồi những cái chạy chôn, rồi những cái hiểu lầm, rồi những cái áp bức, rồi đủ thứ. Trong đó nói khởi đầu không phải dễ dàng đâu. Sau đó thì có 21 cuốn sách về các thư của các tông đồ. Phêrô, Thánh Lộ, Phaolô là hay nói nhiều. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu gì đó hay gì đó trong bài đọc thứ hai của lễ Chúa Nhật. Đúng không?
Bài thứ nhất là một cựu ước, bài thứ hai là một thư thánh. Thì thư, các thư đó thường thường á, nó gọi là mang tính sư phạm. Các thánh tông đồ mới suy nghĩ về cái kinh nghiệm của mình với Chúa Giêsu và diễn giải ra với mình. Hả? Thì tiếng Pháp nó gọi là didactic. Cái tài liệu đó gọi là didactic, mang tính sư phạm, dạy dỗ mình nhiều hơn, cho mình hiểu hơn. Đó là tân ước. Thì tất cả cái gì các bạn học đây nó sẽ có nằm ở trong cuốn này. Quên, không phải của con. Tại vì đúng hơn là phải dạy như vậy, nhưng mà trong chương trình không có phần cựu ước kinh thánh. Và cuối này thì thầy sẽ nói về vấn đề một chút về cái cách đọc cái kinh thánh thì nhanh lắm, một phút thôi. Tại vì tụi con rất là thông minh. Trong cái kinh thánh này, nó có từng cuốn một. Cái cuốn đầu tiên, đó là cuốn Sáng Thế, nói về sự tạo dựng vũ trụ. Hỏi các con, hỏi các bạn nè, lúc đó ai thấy? Ai thấy mà để mà viết lại? Không ai thấy. Cái này là do Thiên Chúa mà khải cho những tác giả viết, mà không phải chỉ một ông. Họ bắt đầu viết cách đây, trước thời Chúa Giêsu 1.000 năm. Nhưng mà họ đã loan truyền truyền khẩu á, trước đó 1.500 năm, từ thời ông Abraham. Họ bắt đầu loan truyền một cái suy tư mặc khải của Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Thiên Chúa tạo dựng như thế nào, con người như thế nào, từ đâu tới, sẽ trả lời trong cái phần này. Sách Sáng Thế chương 1. Viết chữ này là chữ tắt của Sáng Thế chương 1. Nha. Thì ngày thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng nói thế này thế kia. Thiên Chúa phán. Tức là Thiên Chúa không có phải là y như là phán ra đó, một cái lời ra đó. Ngày thứ hai, Thiên Chúa đặt ra là có vòm trời ở trên á. Ngày thứ ba, thì Thiên Chúa tạo dựng thảo mộc, có sự sống. Tức là làm như là Chúa chuẩn bị hết á. Trời, rồi đất đai, rồi đó, đó, sự sống. Ngày thứ tư, Thiên Chúa phân ngày và đêm, muốn nói tới thời gian. Phân ra ngày, đêm, tức là thời gian cũng là của Thiên Chúa. Nó vô hình nhưng mà là Thiên Chúa đã tạo dựng nó. Có vũ trụ thì có thời gian, đúng không? Còn Thiên Chúa có thời gian không? Trong Thiên Chúa không có thời gian. Tại vì thời gian này Chúa tạo dựng trong cái vũ trụ này. Ngày thứ năm, Thiên Chúa tạo dựng đến muôn thú, bắt đầu cao cấp này, sự sống thả mộc, lên sự sống của động vật, đúng không? Của con cá, con gì đó, động vật. Ngày thứ sáu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người, tột đỉnh và chấm dứt ngày đó, coi như xong rồi đó. Thiên Chúa tạo dựng hoàn tất rồi đó. Thì con người này mà Thiên Chúa tạo dựng đó, nó giống, nó cũng là từ cát bụi thôi, nhưng mà theo hình ảnh Thiên Chúa. Nghĩa là sao? Các bạn nhớ, con người mình khác hoàn toàn, không thể nào. Người ta ghét thằng kia, người ta bảo đục con chó, đúng không? Tức là muốn biến người đó là con vật. Không, con người không bao giờ là như vậy. Ai mà chửi con chó là con chửi điên lên á, nổi điên lên đền á, đúng không? Tại sao? Con ý thức được cái phẩm giá con là con người, là hình ảnh của Thiên Chúa. Và cái này á, trong Thánh Phaolô đó, con người là hình ảnh Thiên Chúa, có nghĩa là con người là đền thờ của Thiên Chúa. Trong giáo lý hôn nhân sẽ dùng cái đó để nói về phẩm giá của con người. Con phải tôn trọng cái chị bên này, con phải tôn trọng con bé này, bởi vì nó có cái phẩm giá của nó. Mà ngày nay cái đó bị xúc phạm nhiều. Con thấy buôn người nó là chuyện rất là mất dạy đó, đúng không? Buôn người, buôn bán phụ nữ, cái chuyện đó vớ vẩn rồi đó. Có những cái phẩm giá chúng ta vi phạm á, mà chúng ta không biết, mà chúng ta thấy hàng ngày, chúng ta không hiểu đó là vi phạm phẩm giá đó. Thí dụ, ở đây chúng ta Việt Nam ít, bên để ý, bên ngoại quốc nó rất để ý tới cái harassment đó. Tức là xúc phạm đến người phụ nữ bằng cái, thí dụ như nắm tay con, hay là nói một cái chuyện vớ vẩn, kêu gọi với con, đó là vi phạm.
tại vì cái phẩm giá còn có. Rồi nhiều khi họ vi phạm đơn giản lắm, họ dùng cái thân xác của họ để họ marketing, đó là vi phạm phẩm giá người phụ nữ. Không bao giờ mình chấp nhận cái điều đó, vớ vẩn, đúng không? Hình ảnh Thiên Chúa, tức là chúng ta trong con người được sinh ra có Thiên Chúa ở trong, ở cái thâm sâu nhất của con người có Thiên Chúa, là Thiên Chúa ở trong đó. Và cái hình ảnh đó có tồn tại không? Và Thiên Chúa tạo dựng con người, con nam, con nữ. Lát nữa chúng ta coi tiếp nữa, chúng ta sẽ thấy tạo dựng con nam rất là dễ thương, như là một người, họ tả về cái chuyện này như là một cái chuyện thần tiên vậy đó. Nhưng mà thật sự chỉ muốn nói một cái ý quan trọng á, là Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ bụi đất. Bụi đất có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ vật chất. Nếu chỉ là vật chất thôi thì con người là bụi đất. Nhưng mà bởi vì con người có hình ảnh Thiên Chúa, thành ra cái bụi đất đó nó rất có giá trị. Cái thân xác đó nó có giá trị. Từ bụi đất. Và người nam, con người được tạo dựng từ bụi đất. Con nam, con nữ có nghĩa là cái gì? Nam nữ thì rất dễ, ở nam nữ nè, đâu ai nó ngược, đúng không? Có nghĩa là cái phái tính của mình Thiên Chúa tạo dựng. Con là phụ nữ, Chúa tạo nên con là người phụ nữ. Con là nam, Chúa tạo nên con người nam khỏe mạnh hơn, sức mạnh nhiều hơn, bảo vệ nhiều hơn. Con phụ nữ nhẹ nhàng hơn, con không có chống lại cái đó, không có nổi loạn với cái đó. Chúa đã tạo nên mình như vậy, con không có chọn, đúng không? Chẳng ai chọn hết. Có những thứ 95% cuộc đời mình không có chọn cái gì đó, đừng có nói nha. Ai nói làm chủ đời mình chứ không có chuyện đó đâu nha. Thầy ngồi sẽ suy nghĩ lại một chút, mà ta chẳng làm chủ cái con khỉ gì hết được. Con muốn sinh ra là người Việt Nam không? Không, mình đâu có chọn đâu. Mình con có muốn sinh ra là thằng con trai không hay là đứa con gái? Con đâu có chọn đâu. Con có chọn là ông bố mẹ này không? Không có chọn đâu, đúng không? Thì ra cái phái tính mình ấy, là Thiên Chúa tạo dựng nên, và mình không có chọn, nhưng mà mình theo ý của Thiên Chúa đã tạo dựng tôi là phụ nữ, tôi sẽ sống là phụ nữ. Ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi, có nghĩa là stop. Tới ngày thứ bảy Thiên Chúa sau khi tạo dựng con người thôi rồi, chứ còn nếu đây thì vẫn đang. Vậy thì nói chung Thiên Chúa tạo dựng cái vũ trụ này theo mặc khải của Thiên Chúa là trong thời gian. Thiên Chúa tạo dựng trong thời gian. Thuyết tiến hóa không có khác, không có chống lại cái đó. Bây giờ hỏi các bạn, nghĩ sao? Nếu như một người nói ở trên, trong cái vũ trụ này có một chỗ nào đó có sự sống, thì các bạn trả lời họ làm sao? Luật nghĩ sao? Dạ thầy, thầy hỏi trong vũ trụ này nếu có một cái vũ, cái có thể có được một cái chỗ nào có sự sống không? Ở vũ trụ dạ con nghĩ là không. Rồi con nghĩ sao? Dạ con nghĩ là có. Rồi con nghĩ sao? Dạ con nghĩ cũng là có. Rồi ok, có ai nghĩ không nữa không? Giống con nghĩ không? Nếu mà sống trên vũ trụ thì làm sao mình sống được? Rồi, chỉ có không, trên một hành tinh nào đó có sự sống. Hành tinh nào đó thì con nghĩ không được. Rồi. Bạn nghĩ sao? Con nghĩ là có thầy. Rồi. Bạn nghĩ sao? Con nghĩ có. Con nghĩ có. Bạn nghĩ sao? Không biết thầy. Không biết. Bạn nghĩ sao Huyền? Huyền nghĩ dạ, sao? Con nghĩ có. Có. Rồi, ở đây nè, con nghĩ sao? Có chỗ có chỗ không. Đúng. Bây giờ, sự sống là từ Thiên Chúa. Có người đã hỏi thầy câu đó đó. Nếu có sự sống thì sao? Mà có, thì có đủ điều kiện thì có. Tới đây thôi. Nếu mà trên đó có nước, có đủ điều kiện y như một quả đất mình á, sự sống phát triển à? Sự sống phát triển à?
Tức là đủ hết điều kiện về áp suất, oxygen, rồi nitrogen trong nước, ở trong không khí, nước, rồi nhiệt độ, rồi ánh sáng. Đừng tưởng ánh sáng muốn có anh bao nhiêu là cũng có sự sống nha. Ánh sáng mạnh quá chết bèo á. Rồi cái cường độ ánh sáng, rồi tất cả cái đó thì sự sống có thể có. Không có gì chống lại hết á. Nhưng con người không biết à. Con người để tôi về tới Chúa tôi sẽ hỏi. Có không Chúa? Sự tò mò à? Thế thôi chứ còn con người khác. Con người đó cái đặc biệt hơn, nó không phải là một cái bình thường xảy ra. Thế nên con người luôn luôn đi tìm sự sống. Nhưng mà ở đây Mạc Khải cho mình biết, nhưng mà về con người đó là một cái sáng tạo đặc biệt của Thiên Chúa, là vì mang hình ảnh của mình. Đúng không? Cái hình ảnh trên đó, nó mờ mờ thôi. Chúng ta có thể nhìn vũ trụ, nhìn tất cả. Đó, ông Azam Chúa đã đưa lên để nhìn tất cả mờ mờ thôi, về Thiên Chúa thôi. Nhưng mà khi đi sâu vào con người mình thì là hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy thì khi chúng ta nói là phẩm giá, thì nó con người là hình ảnh thì là phẩm giá, chúng ta phải nghĩ tới Thiên Chúa là vô, không có thời gian. Thì con người, cái sự sống của con người bất tử. Sự sống của con người bất tử, thành ra mình mới chết, đi về với Chúa là như vậy. Và cái này không phải chỉ có người Kitô giáo mới tin nha. Người vô thần họ cũng tin nha. À, ai cũng có một cái tin, chỉ có cái miệng mình nhiều khi mình nói có vẻ sung lắm. Chứ thật sự mình cũng sợ chết màu đấy. Đúng không? Mình không biết đi về đâu á. Con người chia sẻ mầu nhiệm về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa nó đó. Và con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa. Dân Việt Nam mình có khả năng nhận biết Thiên Chúa trước khi Kitô giáo vào á, là ông trời á. Ông vua là to rồi không? Không, ông vua nó không có to. Trên ông vua có ông trời. Vua mà theo luật trời thì dân lành, đất lành. Vua bắt đầu sống bê tha, không coi trời bằng vung á, thì bắt đầu loạn lạc. Thì người ta vẫn nhìn thấy cái đó nha. Nó là một cái chân lý mặc khải của Thiên Chúa cho con người mình. Người Việt Nam thông minh á. Vua to nhất là đúng không? Ông muốn chém ai cũng chém đúng không? Ông muốn lấy ông cô này đẹp lấy làm vợ là lâu lấy á, đúng không? Không còn gì mình thua ông rồi đó. À, nhưng mà ông phải theo ông trời. Mà ông không theo luật trời. Trong nước điêu linh. Khi ông theo luật trời, nước Thái Bình. Các bạn cứ thấy các đời vua mà học lịch sử, các bạn thấy cái ông đầu tiên nó thường thường rất là tôn trọng trời đất, sự thật về chân thiện mỹ. Những thằng con sau á, bắt đầu nó loạn lên, nó sống bê thoa, rồi nó nghe hầu này hầu kia rồi đó, bắt đầu điều ta là không theo luật trời. Người Mỹ họ cũng vậy thôi, họ rất là vật chất nha. In God we trust. Thằng tổng thống Mỹ nào lên mà thử nói cho tôi không có tin vào God, không ai bầu nó đâu. Họ vẫn tin là cái đất nước của họ vẫn có Thiên Chúa. Và Việt Nam mình cũng vậy á. Mình đừng nói Việt Nam mình đừng có học ở đâu nhiều. Chính trong dân tộc mình có nhiều cái chân lý lắm á. Mình có thể nói in God we trust. Ông vua, ông đảng này, đảng kia không có. Chúng tôi tin ở trên á. Đúng không? Mình có khả năng dưới dạng này, dưới dạng kia. Có người có khả năng yêu thương và tự do. Đối với hôn nhân các bạn biết, yêu thương và tự do đi chung. Khả năng yêu và có tự do. Cái tự do này là cái nguyện, không phải tự do vô hạn, mà tự do có hạn. Các bạn sẽ đi tiếp, các bạn sẽ thấy cái hạn nó ở đâu. Có người có khả năng sáng tạo. Có, đó con đi làm á, là con đang sáng tạo á chứ. Có thể ngừng sự sáng tạo là business con nó xuống liền. Con ngừng đi. Con bảo thôi, tôi hài lòng với cái công thức tôi làm vậy rồi. Ok, tôi hài lòng thị trường đây. Thằng khác nó nhàn vô là hồi con sụp á. Phải sáng tạo, phải sáng tạo, phải sáng tạo hoài. Khi con đi làm với một người chủ hay là một công ty á, con mất khả năng sáng tạo là con coi chừng nó cho nghỉ ngày đầu tiên. Khi mà nó cần phải dài. Đúng không? Phải cho hoài. Con người có khả năng sáng tạo. Bây giờ dạy cho một người không biết gì hết, con dạy cho đó, người đó làm cái
Thí dụ thầy có cái xưởng hồi xưa đó, thì dạy cho một con bé nó học lớp 9 à, dạy nó chút xíu thôi. Xong rồi một tuần sau quay trở lại thấy ủa sao nó là hay hơn mình, tại nó có sáng tạo trong đó. Mình dạy nó à, con phải cầm bấy nhiêu độ, nó có hiểu độ à, thôi cái góc như thế này đi, con kéo lên rồi làm mấy cái phim, mấy cái ảnh gì đó. Cái đó là một kỹ thuật mà phải học ở bên Ý mới được đó. Về nhà chỉ cho nó, mình chỉ cho nó biết cách làm thôi, không hiểu lại sao, không hiểu độ nhớ, không hiểu cái gì, mày cứ làm vậy, nó làm sao nó làm tốt hơn mình, tại vì nó sáng tạo. Mình cái chỗ đó mình chỉ học để mình biết thôi, tại mình phải làm chuyện khác, nhưng mà nó tự nó sáng tạo. Con người có cái khả năng đó mà không ngừng nha, vô tận á, như là Thiên Chúa là đấng vô tận, sức khả năng đó. Rồi, nhưng mà Thiên Chúa giả sử mọi sự tốt đẹp, đúng không? Con người hình ảnh Thiên Chúa. Mà tại sao chúng ta lại nhìn xung quanh nè, bom nguyên tử nè, chết đói nè, hạn hán nè, chiến tranh nè, rồi người cô đơn nè, một thằng bé trước cái gì đó. Tại sao? Lại một câu hỏi khác mà hồi nãy trong cái phần đầu nó thiện ác. Và chúng ta đã học qua tự do và tình yêu. Đây, bây giờ chúng ta gọi lại nha. Ban đầu, Thượng Đế dựng nên trời và đất cùng mọi loại cây cối, thú vật, chim trời và các loại sinh vật dưới biển. Từ bụi đất, Ngài nắm lên người nam đầu tiên, rồi Ngài hà hơi sống vào mũi của người nam. Người nam đầu tiên được đặt tên là Adam. Thượng Đế phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người thích hợp để giúp đỡ người nam. Vì vậy, Ngài lấy một xương sườn của Adam và từ đó làm nên một người nữ, đặt tên là Eva. Ngài không tạo Eva từ xương đầu để nàng cai trị Adam, cũng không phải từ xương chân để bị Adam chà đạp, nhưng từ xương sườn để nàng được bình đẳng, dưới cánh tay để nàng được bảo vệ, và gần trái tim để nàng được yêu thương. Thượng Đế là đấng yêu thương, Ngài đã tạo nên người nam và người nữ nhằm phản chiếu hình ảnh của Ngài và sống hòa thuận với Ngài. Thượng Đế ban cho họ uy quyền để cùng Ngài cai quản mọi tạo vật. Adam và Eva sống trong sự hiện diện của Chúa, trong một khu vườn thật xinh đẹp mà Ngài đã chuẩn bị sẵn, gọi là vườn Eden. Thượng Đế cùng đi dạo và trò chuyện với họ trong khu vườn. Ở đó không có đau khổ, không có áp bức và sự chết. Thượng Đế phán dặn Adam, con có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn, nhưng trái của cây biết điều thiện và điều ác thì không được ăn. Nếu con ăn, con sẽ chết. Một ngày kia, Satan đến cám dỗ Eva. Nàng bèn hái trái cây và ăn, rồi đưa cho chồng đang ở cạnh mình cùng ăn. Hành động đáng xấu hổ về sự không vâng lời của Adam và Eva đã hủy hoại sự hòa thuận của khu vườn, sự hòa thuận giữa người nam và người nữ, cùng sự hòa thuận giữa con người với Thượng Đế. Người nam bị nguyền rủa phải làm việc khó nhọc trọn đời mình, còn người nữ phải chịu thêm nhiều đau đớn trong khi sinh nở và phải chịu sự cai quản của chồng mình. Nhưng Thượng Đế cũng hứa rằng dòng dõi của người nữ, chính hậu tự của người nữ sẽ chà đạp lên đầu con rắn. Trong Thánh Kinh, Thượng Đế là đấng hay thương xót, có phán về một chương trình nhằm phục hồi sự hòa thuận và danh dự cho tạo vật của Ngài. Thế thì, đó,
mọi chuyện đã hoàn tất như vậy. Và bây giờ bắt đầu chúng ta thấy vô cái chỗ này thì hiểu, đi nhanh thôi. Vườn địa đàn, Eden, tất cả những cái chuyện Kinh Thánh viết đó, nó không phải là, nhưng mà nó mang cái điển tích hết đó nha. Trời, đất, ha, rồi mây, số, con số, tất cả đó. Các bạn đừng đọc hiểu theo chữ đen thì các bạn sẽ không bao giờ hiểu. Ha? Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người về địa đàn. Rồi, các bạn đã coi rồi. Ở đây, Thiên Chúa cho hết. Và các bạn có nhớ có cái câu nói là Thiên Chúa đi trong vườn địa đàn với con người và trò chuyện không? Tức là một cái tương quan giữa đấng tạo hóa và thụ tạo, thân mật ghê lắm. Đi trò chuyện với nhau, rất là gần gũi. Chúa nói, nhưng Chúa chỉ nói cho biết cái tự do nó vẫn có giới hạn. Giới hạn ở cái cây ở giữa đó, hình ảnh. Tức là không được vượt ra một cái giới hạn nào đó là con người có tự do mà không, bây giờ tôi muốn tước lấy cái quyền, tước lấy cái quyền thiện và ác là của tôi, không có của Chúa nữa. Ngày nay nói rồi, cái tội nguyên tội nó không phải trộn của cả mấy ngàn năm trước của tạo vật, ngày nay vẫn có. Nếu chúng ta xa khỏi Thiên Chúa, chúng ta sẽ đi vào cái đó và rửa tội, chính là chúng ta nói con bỏ dẹp cái tội nguyên tổ đó, là cái tội tôi muốn làm chủ cái thiện cái ác, ai chống tôi chém, hoặc ai đến tôi cóc chơi nó nữa, mình không dám chém nó thì không chơi nó nữa. Trong lớp này nói ngược lại ông thầy ông đi liền là không được, đúng không? Không được, mình làm Thiên Chúa rồi. Hay là mới nói là không ai có quyền, dù bạn nói cái gì đó trời đất đâu đó, không ai có quyền, chỉ có thể khai sáng với mình thôi nha. Thành ra Chúa nói cho chúng ta thấy là chính cái tự do lựa chọn con người nó đưa tới cái tội nguyên tổ, cắt đứt mọi tương quan, mất đứt tương quan với bà Eva, cắt đứt tương quan với Thiên Chúa. Sau khi phạm tội con người trốn luôn, Chúa phải gọi, Chúa đi tìm. Trong đó Kinh Thánh nói rất rõ, nói lên một cái chân lý là Thiên Chúa là đứng tạo dựng và muốn mình có tương quan tốt đẹp. Nếu không có tương quan thì loạn đấy. Ngay tương quan bố mẹ cũng vậy á. Rồi Thiên Chúa tạo dựng người nam người nữ để yêu thương nhau. Hiện thời bây giờ tụi con yêu thương. Có một câu hỏi như thế này rất hay của một cô trong lớp giáo lý Hồng Nhận hỏi. Chúa nói tụi con lấy nhau không được phân ly, đúng không? Nhưng mà lúc đó là ông Ma-gia ông bé và chưa có tội. Bây giờ tụi con là những người tội lỗi thì cái lựa chọn con nó không biết à nha. Nhiều khi con lựa chọn hồi con đổi tính, ánh đổi tính rồi cuối cùng thì sao? Thì cái câu trả lời chỉ có thể là gì? Cái tội nguyên tổ nó không xóa được cái sự kết hợp của Thiên Chúa. Nó không xóa được. Bằng cái nào mà chúng ta có thể vẫn trở lại? Chúng ta phải luôn luôn phải trở về với Thiên Chúa để cái tương quan nó vẫn là cái tương quan tốt đẹp. Cái tình yêu của con người nó trở thành tình yêu agape. Chứ agape các bạn sẽ thấy nghe nhiều lần đó. Bây giờ nói rõ là tình yêu agape, ai có được cái tình yêu đó nè. Tình yêu agape có nghĩa là một cái tình yêu vô vị lợi. Một tình yêu hy sinh cho cái tình yêu đó. Hình ảnh Chúa Kitô. Chúa Giêsu là hình ảnh rõ nhất của tình yêu agape mà Thiên Chúa muốn vợ chồng là như vậy. Và làm sao chúng ta làm được với con thân hèn? Bằng cầu nguyện, bằng để Chúa ở giữa tụi con. Thành ra tại sao Chúa biến cái hôn nhân kỳ trước học hôn nhân nói là ôi, không ra nhà thờ con cũng là vợ chồng nhé. Nhưng mà thì con đã bỏ mất một cái đó đó. Cái quan trọng nhất đó là con tin vào cái tình yêu của con hả? Không, yếu lắm. Con người mình là những ông Adam á, muốn nắm thiện ác. Nhiều khi ông chồng muốn là tôi đúng à, dạ, pop 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 nhau á. Và bà vợ cũng vậy, không ai hiền á, không. Thành ra Thiên Chúa muốn cái tình yêu vợ chồng rất là bình thường trở thành một tình yêu agape, tình yêu cho đi, tình yêu tận hiến,
tình yêu, nhưng không, nhưng không có nghĩa là vô điều kiện. Thiên Chúa muốn như vậy. Và Chúa Giêsu rõ nhất của cái đó. Ai gặp thế, Chúa cho hết đến độ mà đến cái lúc mà Chúa chết thì Chúa còn nói: "Đây là mình thầy hy sinh vì nhé. Đây là máu thầy đổ ra vì nhé." Thiên Chúa biết, Chúa Giêsu biết mình sẽ bị như vậy, nhưng mà Thiên Chúa truyền lại để mình sống cái đó. Đó, cái tự do này cẩn thận á. Luôn luôn phải cầu nguyện với Chúa, gắn bó với Chúa. Cái chỗ này thì đi sâu hơn về cái cám dỗ, thì cái cám dỗ trong cái bài về chúng cái thiên sức. Thế thì từ khi con người phạm tội thì bắt đầu môi trường bị phá. Chúng ta thấy ngày hôm nay sự cô đơn của con người, không ai nương tựa ai hết, thành ra con cô đơn, không ai giúp được ai hết. Mặc bay á, hủy diệt, đói kém, nghèo đói, chiến tranh, tất cả cái đó là nguyên nhân. Nhưng Thiên Chúa không có chịu thua. Cái này chúng ta sẽ học vào cái bài sau, đi tiếp, tại vì bài này dài lắm. Lời hứa cứu độ, tức là con người đã phạm tội với Thiên Chúa, coi như phải chết, môi trường bị hủy diệt, cuộc sống bình thường lao động á, nó trở thành đúng là không có vinh quang khỉ mốc gì hết đấy, nó là cực khổ. Có tiền đó nhưng mà cực vô cùng. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ đến để cứu. Cái lời hứa cứu độ là Thiên Chúa sẽ cứu độ như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp. Nhưng mà cái này là bài căn bản để chúng ta nhận diện ra là Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi, hình ảnh tôi rất đẹp, tất cả như vậy, như vậy, như vậy. Và Thiên Chúa sẽ cứu con người như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu khám phá tiếp. Một số bạn biết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải khám phá tiếp. Rồi, bây giờ đặt một câu hỏi nào. Tại sao Thiên Chúa lại tạo dựng nên vũ trụ? Tại sao Chúa tạo dựng về vũ trụ để làm gì? Tại sao Chúa tạo dựng nên tôi? Và tại sao? Con có bao giờ bất mãn về sự hiện diện của mình không? Con dễ thương lắm. Con có không? Con sao? Hồi xưa mình cũng có, tới bây giờ đây thì con nhiều lần con cũng là con có, mà con cũng kiểu như là con cũng tự hỏi chính mình là tại sao mà Chúa tạo dựng ra như mình. Cũng có hỏi câu đó mấy lúc mà bất mãn hay là như thế nào đó, cũng hỏi tại sao trời, tại sao lại tạo ra tôi hay là như thế nào đó. Rồi, cảm ơn con. Con có đặt câu đó không? Dạ. Con có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Chúa dựng nên con không? Dạ có. Khi nào? Trong điều kiện như thế nào? Dạ, trong điều kiện. Con để sát vô. Dạ, kiểu bế tắc. Rồi, khi con bế tắc thì con bắt đầu thắc mắc. Đúng không? Con có không? Có à, lúc mà gọi là bất mãn hay những gì gặp mà khó khăn ấy, thì đặt suy nghĩ là tại sao lại được sinh ra như vậy, tại sao được tồn tại như vậy. Có không? Có ai có nữa không? Con có không? Con có luôn. Dạ là hồi xưa thì chỉ có trong đau khổ hay con mới đặt câu hỏi đó, nhưng mà sau này thì bắt đầu mình có cái chiều sâu hơn á, thì bắt đầu ngay cả trong lúc mình vui, lúc mình thành công hay lúc mình bị tán khen, bị được người ta khen hay bị người ta sỉ nhục thì mình cũng đặt câu hỏi đó lại. Rồi, cảm ơn con. Có không? Con không có ý nghĩ gì không? Con có ý nghĩ gì không? Không. Con có không? Con có không? Dạ, con có. Ý kiến của con là sao? Dạ, thì những lúc con cảm thấy yếu đuối hoặc là những lúc cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, hoặc cũng có những khi thất bại thì con có suy nghĩ. Nhưng mà con lúc nào cũng có niềm tin, có đức tin rất là vững mạnh ấy. Nên là con tin là Chúa luôn bên cạnh và con cũng vượt qua. Cảm ơn con, và con tạ ơn Chúa đi. Con có không? Có giờ con đặt ra vấn đề đó không? Con chưa đặt, ok. Nó có những cái thời điểm mình mới đặt, ha. Có những điều kiện, có những cái suy nghĩ mà mình sẽ đặt ra. Rồi, không sao.
Đó, con người luôn luôn đi đặt, thấy không? Tại sao Chúa lại tạo dựng nên tôi? Tại sao Chúa lại thường thường hay trả lời? Tại vì Chúa yêu thương mình, không nào? Không, bởi vì Chúa muốn như vậy. Ý Cha, nè, lạy Cha chúng con chẳng. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, ý muốn như vậy. Nếu các bạn đi sâu mà trong những cái sách của ông Job, trong Cựu Ước, các bạn sẽ hiểu là Thiên Chúa tạo dựng nên người. Nhưng mà không phải Thiên Chúa tạo dựng xong, quăng là đó. Tạo dựng phải yêu thương, nó đi đục, đi chồi đôi với nhau. Với Thiên Chúa, Chúa tạo dựng và Chúa rất quý cái vũ trụ này, Chúa rất quý cái thân xác này, Chúa rất quý con hàng, Chúa rất quý con nhã. Đúng không? Thì Chúa tạo dựng cho yêu thương. Vậy thì tại vẫn có đau khổ, đúng không? Đừng bao giờ nghĩ là đau khổ do Chúa gửi đến nha. Đau khổ nó thuộc về cái vũ trụ không hoàn hảo này nè. Đúng không? Đau khổ nó không đến từ con. Nhiều khi nó đến từ con đó, nhưng mà cho người khác. Đến từ người khác, đến từ chỗ khác, nó gây nên cái đau khổ cho chính mình. Không, Chúa không có gửi đến đâu. Chúa sẽ đến để chữa nó. Healing, Chúa đến để chữa lành nó. Chúa đến để cho nó một cái ý nghĩa. Chúa đến để cứu độ nó. Chúa đến để cho nó một cái ý nghĩa là gì? Nó mang tính cứu độ qua Thánh Giá Chúa Kitô. Cuối cùng chúng ta sẽ đi về đây, mặc dù chúng ta đang học về Cựu Ước. Nhưng mà cuối cùng chính Chúa cho thấy Chúa đâu có chọn. Chúa đâu có chọn cái Thánh Giá. Chúa không có chọn. Chúa bị. Không có tình nguyện đó, không có chuyện đó. Chúa bị, nhưng mà Chúa đã biến cái Thánh Giá đó là của hy sinh. Đó là cái mà con nói, con vẫn đức tin đó, là con tin là Chúa có một ý định gì đó, mà ý định đó luôn luôn là sự thăng tiến, phát triển và đi về với Thiên Chúa. Đó là vậy. Con nói con không tự do, có đứa nắm lớp trước của mình đó. À, nếu mà Chúa kế hoạch hết của Thiên Chúa vậy thì con tự do ở chỗ nào? Tự do ở chỗ là chúng ta biết chúng ta, Chúa tạo dựng con là người nữ. Chúa tạo dựng con sống trong gia đình như vậy và con làm theo ý Chúa. Tại vì Chúa có một cái kế hoạch hạnh phúc cho con. Chúa có một cái kế hoạch cứu độ con. Con đừng đi ngược lại. Và trong cái lịch sử dân Do Thái và tạo dựng của dân Do Thái, họ đi ngược rất nhiều. Kể cả ông Abraham luôn, tổ phụ của người Do Thái. À, Chúa nói vậy đó, nghe, hồi đợi lâu quá không được. Thôi làm chuyện khác, hồi cuối cùng hỗn loạn hết trơn. Khi chúng ta đi vô ông Abraham, chúng ta sẽ thấy con người can thiệp vô. Chứ không, sống cái đó thì con sẽ hạnh phúc. Khi con sống cái ơn gọi của con á, Chúa gọi con không phải là một bác sĩ. Con sống cái ơn gọi con một cái nghề bình thường thôi. Nhưng mà đó là hạnh phúc của con đó. Mà con chống lại, có chừng. Sống cái ơn gọi của mình, đúng không? Con sống lấy nhau, con sống cái ơn gọi, hai cái ơn gọi nó chụp với nhau thành một, thì con sống cái ơn gọi vợ chồng đó thì con hạnh phúc. Mỗi ông thầy tu sống cái ơn gọi đó, ông hạnh phúc. Hôm qua tôi mới đi cái nhà tình thương nhân nghĩa của các sơ dòng Thừa Sai Bác Ái Đức Kitô của Thánh Teresa de Calcutta đó. Một cái điều làm tới 45 bà cụ già neo đơn, hốt ở đâu về đó, nuôi đó. Điều kiện cực kỳ tốt, nhà cửa rất tốt. Nghe tiếng cười mới lạ. Ăn cơm á, mình đi ngang qua, mình vô mình thăm, mình nghe tiếng cười. Ủa, cái hỏi, ủa có cái gì vui vậy? Mà hôm nay có đón một số người mới, cái bà già cười, các sơ cười, người đến khách á. Niềm vui họ sống cái ơn gọi của họ. Mình thấy họ hạnh phúc. Mấy cô thiếu nữ trẻ cũng xinh chứ không phải không xinh. Họ mặc đồ bà ba. Họ làm những công việc của bà Calcutta muốn họ làm. Mà họ nhìn qua người đó, họ nhìn qua, họ hạnh phúc. Họ sơ có vui không? Mà con vui. Rồi con cảm thấy hạnh phúc. Rồi cuối cùng có mệt không? Mệt cũng vui. Không mệt mới thấy mệt. Ngộ. Họ sống cái đời sống của họ, ơn gọi. Và cái đó chúng ta sẽ thấy đi từ từ, chúng ta sẽ thấy Chúa gọi chúng ta
đi theo Chúa. Và cái tình yêu gia đình nó cũng vậy thôi. Nó là một ơn gọi. Các bạn phải đi với nhau. Và hai cái ơn gọi trùng nhau. Lúc trước con đi đường con, nó đi đường nó, không có nói chuyện gì hết. Nhưng mà khi tụi con đã yêu nhau thì trong tình yêu chúng ta đồng hành. Đó, luôn luôn nó là như vậy. Rồi, chúng ta ngừng đây và chúng còn thắc mắc gì không? Hả? Còn có thắc mắc gì không? Có thấy cái gì mâu thuẫn khó hiểu không? Con. Con, sao? Con không hiểu thần khí Chúa là gì? Hả? Phần gì? Thần khí Chúa. À, thần khí Chúa. Thiên Chúa là đấng siêu việt. Đúng không? Thiên Chúa không phải là một thủ tạng như này không được. Thì Thiên Chúa, thần khí Chúa ở đây, chúng ta mới nói về buổi sáng nay á. Nhân danh Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần chính là thần khí của Thiên Chúa, là một ngôi vị. Thần khí Chúa là Chúa không có hành động như này, Chúa dùng thần khí của Chúa. Bạn, con hồi đó trước con vô chú rất trễ, con không học về Thiên Chúa Ba Ngôi ấy. Ai cho mình biết cái đó sẽ phải đi sập rõ, tại vì nó là nền tảng đức tin Kitô giáo. Tại vì chỉ có một mình người Công giáo và người Kitô hữu á mới tin là Thiên Chúa Ba Ngôi, chứ còn tin vào một Thiên Chúa duy nhất có những tôn giáo họ tin. Thí dụ ở đâu ai tôn giáo nào tin là có một Thiên Chúa duy nhất? Ai? Tin Lành thì đương nhiên Tin Lành là Kitô hữu, họ tin là Chúa Kitô. Hồi giáo, ai nữa? Do Thái giáo và Kitô hữu, họ tin là vậy. Chúng ta tin cũng một Thiên Chúa duy nhất, nhưng chúng ta đi xa hơn, tại vì chúng ta theo Chúa Kitô, Chúa Giêsu là gia tiên gọi chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta biết một Thiên Chúa duy nhất ba ngôi vị. Cái đó về tương lai mình sẽ học. Tất cả cái này chỉ là khởi đầu cho một cái suy nghĩ, tại vì Kinh Thánh rất phức tạp, đi theo Chúa nhiều khi phức tạp lắm. Vậy thì chúng ta lát nữa cầu nguyện, chúng ta sẽ xin Chúa mở lòng và khao khát tìm kiếm thêm Chúa. Amen. Vậy là bây giờ chúng ta bắt đầu cầu nguyện nha. Rồi chúng ta đứng lên và làm dấu và chúng ta chuẩn bị. Chúng ta quay về đây đi. Ha? Rồi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lời Chúa, chúng tôi tạ ơn Chúa vì hôm nay chúng con có một tiếng hồ hơn ngồi với nhau để tìm hiểu về Chúa. Xin ban cho chúng con ơn hiểu biết điều mà vua Salomon đã xin Chúa cho mở lòng Chúa ra để hiểu biết, phải mở lòng ra, phải đi ra khỏi. Vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tất cả các bạn.